ngày 24 tháng 5, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Chu Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác lãnh đạo và kết quả tổ chức thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 tại xã Lam Vĩ. Thực hiện đề án xây dựng xã Lam Vĩ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, đến nay xã Lam Vĩ đạt 15 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí số 8 về thông tin và tuyên truyền, tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Trong quá trình thực hiện đề án, xã còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như các mô hình phát triển sản xuất chưa hình thành rõ nét theo vùng tập trung và hàng hóa, chưa phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, thu nhập của các hộ nông dân còn thấp. Tại chương trình giám sát, đoàn giám sát và xã Lam Vĩ đã cùng trao đổi về những khó khăn vướng mắc và làm rõ một số kết quả trong quá trình thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lam Vĩ.